Monkey BB. Thank you.
Chưa Bi? Hả? Ông Bi chưa dậy à? Đâu đi Bi? Hôm nay Bi lấy sửa cái đồ ăn mà Bi không thèm để ý nữa nhờ. Bi ơi, đợi chị nào. Độ à? Đo cho em tí à Bi? Chị xem nào. Bi lấy để đo cho em hả? 34 độ. Sao có 34 độ thế tí? Lạnh à? Ủa sao tay tí lạnh ngắt thế này? Chị xem nào. Ồ sao tay chân em tí lạnh lắm đi ạ? À? Chị xem tay chân Bi nào. Tay chân anh Bi có lạnh đâu mà tay chân em tí lạnh thế nhở? Chị xem anh Bi nào. Ủa, anh Bi 36 độ 5 kia mà. Sao anh Ti có 34 độ nhờ? Anh Ti lạnh à? Tay chân lạnh ngắt luôn này. Người anh Ti lạnh ngắt luôn này Bi này. Bi ơi, nãy giờ ở nhà anh Ti có triệu chứng gì không Bi? Sao lại lấy cặp đo nhiệt độ đo cho em à? Tay chân em lạnh ngắt rồi này. Nhìn xem nào. Bắt ra lại cho Ti nhá. Ti lạnh à Ti? Người lạnh ngắt luôn này. Ồ, nãy giờ em ngủ Bi có đắp chăn cho em không á Bi? Mệt à? Nằm đắp chăn một lát cho ấm, em có ấm người lên không nhá.
Ôi, Hoa. Người ngồi đổ siêu đổ vẹo thế tí. Chị xem nào. Tình ra lại cho tí gió này. Lạnh mà mặt bớt hết cả đi rồi này. Tay tay là lạnh lắm này tí này. Sao đây? Ui, Hoa tí. Chị lấy cái khăn chị vàng cho Ti nhá, cho đỡ lạnh nhá. Rồi, Ti bị cảm lạnh đấy. Thì hôm nay chị lấy sữa ấm cho uống nha. Uống sữa ấm vào, ấm ở trong thì mới đỡ lạnh được. Ti ơi, Ti hôm nay uống sữa nào. Ti, Ti ơi. Đi xuống uống sữa nào. Tắm nước nè, tắm nước ấm, nước ấm pha sữa đi Ti nha. Ti có đổ lạnh không? Có chịu à? Cái này đâu? Để nó sôi rồi chị pha sữa cho Ti nhá. Mi ơi, để ôm em giúp chị nào. Để chị pha sữa hai anh em uống nhá. Pha sữa ấm này. Đấy. Em mệt đấy. Bình sữa của em đi đâu rồi Bi nhỏ? Hôm nay phải cho em tí uống một mình thôi. Chị xem cái bình của em đâu nha. Đây rồi. Bỏ vào bình để Bi uống nha. Trước để chị rửa hoa quả lại nha. Để chị cắt hoa quả lại nha. À, xong rồi đấy. Chị ấy nha. Chị lên nhà chị cho ăn. Ăn hoa quả uống sữa nha. Uống sữa ấm nha. Bi ơi, đi nhà đi Bi. Đi nhà ăn hoa quả uống sữa nào. Đi ăn nhá. Bi xúc ăn đi để chị cho em đi ăn nhá.
no bụng đi nghỉ ngơi nha. Đi ăn đi Vi. Ngon không Bi? Đi thức ăn hết đi để con uống sữa kìa. Đi cũng phải uống sữa ấm rồi đấy nha. Uống sữa à? Đây để chị lấy sữa cho. Đây. Uống sữa ấm rồi này. Đi từ mà. Để biết đang chuyển mùa đấy. Nên là dễ uống như vậy. Là thời tiết đang chuyển mùa nên là trẻ con là dễ bị cảm lắm, trẻ con là dễ bị cảm lắm đấy nha. Hai anh em nghe chưa? Nhưng mà trời mà mưa là không được đi ra ngoài trời mưa đâu đấy đi nha. Đi ngủ cả đi. Đi ngủ nữa à? À thôi thôi. Đây, chị đã đi vào phòng nghỉ ngơi nhá. Nó bụng này hả? Nắng lạnh nhá. Đi vào phòng hỏi Bi. Không sao đâu Bi ạ. Chắc là em thời tiết chuyển mùa nên em còn nhỏ là em dễ bị cảm thôi. Đi nằm bên này nha. Nằm bên này nghỉ ngơi. Bây giờ em đi lại ngủ anh này. Chị đắp chăn cho em nhá. Tay chân em thì lạnh lắm Bi ạ. Em ngủ ở đấy Bi ạ. Chị đắp chăn cho em nhá. Không có chân tay em lạnh lắm này. Đi ngủ đi nha. Bi ơi, Bi để cho em ngủ nhá. Bi cũng muốn ngủ à? Bi ngủ thì Bi nằm lười ra đây nhá, để cho em còn cựa nữa nhá. Đây này, Bi nằm đây. Bi ngủ đi, Bi ngủ nhá. Có đắp chăn không?
gọi lại cho em Tì nha. Có 33 độ thôi Bi này. Bình thường phải 36, 37 độ kìa. Em vẫn đang lạnh lắm đấy. Bi để yên cho em nằm nha. Nằm vào đây cho ấm.